Hello, xin chào mừng toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh KN Khải Nguyên nha mọi người ơi. Và clip này là một clip mình sẽ chỉ đến toàn thể mọi người là cách làm để gắn tay vào hai đầu lưng sư này khi để múa nha mọi người. Nó không bị rớt cái tay ra nha mọi người nhé. Tình trạng mà khi tất cả mọi người múa thì khi mà gắn tay mọi người, tại vì chơi là lông nhân tạo, ai mà làm không chắc á, múa có cái là nó sẽ bị rớt cái tay ra liền nha mọi người nha. Lò xo nó không giữ không được chắc á, nó sẽ bị bung, nó rớt cái tay ra. Nên mình sẽ chỉ cho mọi người cách khắc phục và cách gắn cái tay sao cho là thật là ok và không bị nha mọi người nha. Mình để cho mọi người xem những chi tiết từ từ nha mọi người nha. Trước tiên là cái tay. Đây là dây điện này thì mọi người biết mình làm gì thì mọi người cứ đợi clip sau nha. Đây nha. Đây là cái lò xo của cái tay nha mọi người nha. Đây, lò xo này mình cuốn bằng kẽm. Mình lấy kẽm á, mình để vào một cái ống tròn á, mọi người cuốn cho mọi người rút ra. Đây, lò xo làm bằng kẽm nha mọi người nha. Đây, lò xo làm bằng kẽm. Và đây con lưng. Mình sẽ cho mọi người xem phía trong của em nó sao để nó không bị rung nha mọi người. Đây. Giữ nha. Đây là phía trong của em lưng đúng không ạ? Mình sẽ hạ cây xuống và mình cho mọi người xem phía trong nha. Mình xem trên đây thì nhớ cho mình like và đăng ký ủng hộ nha. Để mình chỉnh lại xíu nha. Rồi, đây nha mọi người. Đây, xem bên này đi. Mọi người thấy không ạ? Khi mà mình muốn không bị á, là mình phải nẹp kẽm nha mọi người. Lúc mà mọi người làm sườn á, mọi người nhắm cái tay nằm đây. Thấy không? Mọi người phải nẹp kẽm vô. Như mình á, là mình nẹp 3 cọng kẽm nè. 1 cọng nè, 2 cọng nè, 3 cọng nè. Và 1 cọng xuống đây. Đây nha mọi người nha. Mọi người thấy không ạ? Mình phải luôn nẹp những cọng kẽm này nè, để tại vì khi cái tay á nó sẽ không bị bứt ra nha mọi người nha. Tại vì những cái cọng mây này rất là yếu và cái tay này nó rất là nặng. Nó nặng rất là nhiều. Nên khi mà mọi người á mà dùng kiểu gì sẽ bị bứt cái tay nè. Nên mọi người dùng kẽm phải không? Dùng kẽm để nẹp 3-4 cọng lại thì nó sẽ giữ được cái độ chắc chắn nó hơn nha mọi người nha. Và thì mình làm thì cực kỳ là đơn giản thôi. Cái tay thì mình đâm cái lỗ xong rồi mình gắn vô trong. Mình gắn vô trong xong mình lấy kẽm mình rút lại nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm một cái xong rồi mình sẽ cho mọi người xem thử nha. Chứ bây giờ mà mình nói không thì sẽ mọi người sẽ không hiểu mình làm như thế nào, nên bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm luôn. Rồi mình cho mọi người xem kết quả của em nó nha. Mình đã làm xong cho một cái tay của em nó rồi nha mọi người. Đây nha mọi người ơi. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mình đã gắn một cái tay nó thật là chắc rồi nha mọi người nha. Gần bẻ này đâu một xíu thôi. Để cái tay nó phồng phồng nó đẹp nha mọi người nha. Chứ gần hai tay nó là rất là đều luôn. Và bên trong thì mình sẽ đưa cái camera sát gần lại để mình cho mọi người xem nhá. Này làm rất cực kỳ dễ luôn mà không bao giờ bị sợ nha mọi người nha. Sợ bị hư nha. Bây giờ mình sẽ đưa camera sát lại gần nha. Đây nha mọi người nha. Mình sẽ để camera gần lại cho mọi người xem nhé. Đây, mình đã bỏ cái cọng này vô này mọi người và mình lấy kẽm này, mình gấp đôi lại những con kẽm nhỏ này mình cuốn lại cho chắc này. Phía ngoài cho mọi người xíu nữa mình sẽ xịt keo nén lên đây là nó sẽ chắc luôn nhá. Và đây, phía trong của cái tay này đây, sẽ lợp cái lớp lông lên cho mọi người xem bên trong nhá. Lông nó hơi nhiều nha mọi người, hơi khó nhìn xíu nha. Đây, khó nhìn á. Là MC. Đây cái này hướng này cho dễ hơn nè. Đây nha mọi người nhá. Bên trong cái tay này khi mà mình đâm ấy xuống thì mình cũng phải nhớ lấy hai cọng kẽm của em nó nha mọi người. Lấy cọng kẽm mà để đâm xuống nha mọi người nhá. Đây từ để lông không mọi người, để mình chỉnh lại đó. Đây nhá. Mình sẽ lấy cọng kẽm để mình kéo cái cọng kẽm này vô trong này mà mình cột lại nữa nhá. Đây mình cột hai đầu cái này nè. Vì nếu mà mọi người cứ cho cái miếng này mà mọi người cứ đâm ra hoài ấy, thì nó vẫn có thể là nó vẫn không giữ được cái khúc này nha mọi người nha. Nó vẫn có thể làm bung được.
nếu mọi người phải lấy một cọng kẽm á, mọi người đâm vậy nè, mọi người sẽ nấu hai cái đầu này lại vô trong, mọi người rút lại nha, để cho nó chắc hơn nha mọi người nha, cực kỳ là đơn giản luôn và rất là dễ làm luôn nha. Mọi người thấy không, vì nó đã bị bám vô ba cây kẽm này rồi. Đây ba cây kẽm của mình, và bỏ thêm trên này ba cây kẽm và một cái kẽm xuống này, thấy không, nó sẽ dùng cho hai cọng kẽm này luôn, là nó rất là chịu lực, rất là chắc, nó không sẽ không bị bung nha. Còn khi mà mọi người chơi mà như những cái cọng mây thế này, những cọng mây khúc chỗ này đi đúng không ạ, nó như cái khúc chỗ này đi, không có cọng kẽm thì nó sẽ bị gãy chỗ này đi nha, là nó sẽ bị bung liền. Nên đó là mọi người chỉ một cách rút kinh nghiệm mà khi mà mọi người nào mà chơi đầu sư nha. Và bây giờ mình sẽ làm hoàn thành xong bốn cái tay luôn nha, rồi mình sẽ cho mọi người xem thành phẩm của cái đầu này và đầu này luôn sẽ đẹp như thế nào nha mọi người nha. Và mọi người ơi, mình đã gắn xong cái tay cho em nó rồi nha mọi người, cực kỳ là chắc chắn luôn nha mọi người nha. Mình thấy không ạ? Mình sẽ lắp cho mọi người xem nha. Đây, cực kỳ là chắc chắn luôn nha mọi người. Cách của mình làm cực kỳ là đơn giản luôn, không có gì khó nha mọi người nha. Và cái phần miệng của em nó thì mình chỉ mọi người luôn. Đây, sẽ làm những cái móc như vậy nha mọi người nha. Thì đi gần cho mọi người xem nha. Đây, nha những móc này đó, mình cứ móc từ trong móc ra ngoài nha. Đó. Ở bên này cái gì cũng móc từ trong ra ngoài mọi người, này là cái tay mình cầm nó sẽ kẹp vậy nè. Còn mình chưa làm xong nha, bao giờ mình làm xong á thì mình nữa luôn á, thì mình sẽ bẻ gốc cái chỗ này lại. Đây, mình sẽ bẻ gốc chỗ này nè, mọi người thấy không ạ, khó thấy không ạ, cái chỗ cái cây lên một cây lên này mình sẽ gốc đây luôn cho nó chắc luôn. Rồi mình sẽ cầm nè, mình sẽ kẹp mình sẽ lấy một dây chỉ á, mình cuộn chỗ này để cho cái miệng nó hả vừa ra nha mọi người nhé. Vậy là nó đã hoàn thành xong cho mọi người một cách đơn giản để mình có thể làm được cái phần miệng nha. Thì trong này là mình đã xịt keo nữa mọi người nè, cho mọi người coi luôn. Đây nha, mọi người thấy không ạ, mình đã xịt keo với nến vào trong này để cho nó giữ lại luôn, cho nó chắc luôn á, xịt mà cây nến xịt nhiều lắm nha. Mình xịt một cái này là hết một cây keo nến đó, để cho nó giữ nó chắc luôn, để nó khỏi bị bung nha mọi người nha. Làm một phần cố định luôn cho cái đầu lưng luôn. Và video này thì mình cũng muốn chia sẻ mọi người vậy thôi. Nếu mọi người thấy hay thì mong mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký, mình chia sẻ nhỏ nhỏ và nhấn chuông để nhận thông báo nhận video mới nhất của mình nha. Và mình là Fan Hải Nguyên. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người những clip tiếp theo của mình nhanh nhất, subscribe, đăng ký và chia sẻ. Và nhớ đừng quên comment theo ý kiến của mọi người, cái này mình có làm có được hay không, mà có giúp ích gì cho đến mọi người không nha. Bye bye.